vong đối với lứa tuổi từ 15 đến 27 tuổi. Tại Việt Nam, trong những năm qua, tai nạn giao thông đã luôn được kiềm chế và kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, mỗi năm vẫn có hơn 8.000 người bị tai nạn giao thông cướp đi mạng sống, cùng với gần 20.000 người bị thương tật suốt đời. Điều đó ảnh hưởng đến những thành quả của tăng trưởng kinh tế và hình ảnh của một đất nước an toàn trong mắt bạn bè, đối tác. Ngày Chủ nhật 17 tháng 11 năm 2019 là ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Đây là năm thứ 8, Việt Nam cùng thế giới tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ. Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông là để mỗi chúng ta tự nhắc nhở mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống. Đồng thời, cũng là dịp để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông, như đã uống rượu bia không lái xe, không phóng nhanh vượt ẩu, phải đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy, phải thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô. Mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông. Và hơn hết, chính mỗi bậc phụ huynh, mỗi thầy cô giáo cũng cần nêu gương về văn hóa giao thông, về ý thức trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng khi tham gia giao thông và luôn nhớ nghĩa vụ bảo đảm an toàn giao thông cho trẻ em. Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia kêu gọi mỗi người Việt Nam hãy vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì sự an toàn của bản thân, phải tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông để ngăn chặn thảm họa, tai nạn giao thông. Vì sự an toàn trên mọi con đường, vì hạnh phúc của mọi người, tưởng nhớ người đi, vì người ở lại.